Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối ngoại và Hội nhập của Trung tâm Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 với những diễn biến hết sức phức tạp và những làn sóng bùng phát buộc chính phủ các nước châu Á ban bố lệnh phong tỏa, vô tình kéo hoạt động du lịch xuống vực sâu. Tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia, doanh nghiệp hay là lao động xa nhà và bất cứ ai có niềm đam mê du lịch, tương lai vẫn le lói với những tia hy vọng bởi ý tưởng bong bóng du lịch. Và Việt Nam được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho bong bóng du lịch trên thế giới. Và câu hỏi được đặt ra là, vậy bong bóng du lịch là gì? Và ý tưởng này thì có thể mang đến những lợi ích như thế nào cho ngành du lịch Việt Nam? Để cung cấp thêm cho quý vị khán giả một góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Trung tâm Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Mạnh Hòa, là Chủ tịch Tập đoàn Emotion Việt Nam Asiatical Travel. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Nhưng trước tiên, để mở đầu cho chương trình, như thường lệ, mời quý vị hãy cùng điểm lại những thông tin đối ngoại đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Sáng ngày 6 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhận định Hiệp định có hiệu lực được ví như tuyến đường cao tốc đã mở đối với cả Việt Nam và EU, nhất là doanh nghiệp hai nước. Với 13 Hiệp định Thương mại Tự do đã ký kết, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế. Thủ tướng cho rằng để tận dụng được cơ hội lớn từ Hiệp định EVFTA, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tự nâng cấp chính mình, chấp nhận những luật chơi mới khó hơn để vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối của Liên minh châu Âu và toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn việc thực thi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được luật chơi của các đối tác Liên minh châu Âu, khối kinh tế hùng mạnh phát triển hàng đầu của thế giới. Chiều ngày 11 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo-ho, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Samsung trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, đã khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quy mô lớn ở Hà Nội. Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 để bảo đảm ổn định sản xuất, tiếp tục đầu tư, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam, nhất là đóng góp vào việc đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất trên thế giới của tập đoàn Samsung, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Thủ tướng cho biết, chính phủ, các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho Samsung và các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thành công tại Việt Nam. Sáng ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại buổi lễ. Năm nay, mặc dù đại dịch COVID-19 gây tác động lớn tới ASEAN và nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, nhưng Việt Nam đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng ASEAN tới năm 2025. Với quyết tâm chính trị cao, những sáng kiến của Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN vẫn đang được thực hiện thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến giữa các nước ASEAN. Việt Nam tin tưởng sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020. Ngày 8 tháng 8, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã tổ chức trực tuyến buổi lễ đánh dấu 53 năm ngày thành lập ASEAN với chủ đề ASEAN 53 – Hành trình gắn kết hướng tới sự phục hồi. Thay mặt nước Chủ tịch ASEAN năm 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng các nước khu vực cần tăng cường các nỗ lực nhằm củng cố cộng đồng ASEAN và tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các quốc gia đối tác, đối thoại. Phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, ASEAN đã thực hiện tốt các biện pháp phối hợp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước bạn bè, đối tác để xây dựng khối ASEAN vững mạnh và đoàn kết.
Chiều ngày 5 tháng 8, Bộ Quốc phòng đã tiến hành tiếp nhận vật tư y tế do Đảng, Chính phủ và Nhân dân Cuba hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số vật tư gồm hàng nghìn lọ thuốc Interferon Alpha 2B do Cuba sản xuất. Đây là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu. Khi đưa vào, cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng. Toàn bộ số thuốc này đã ngay lập tức được chuyển đến Quảng Nam và Đà Nẵng phục vụ chống dịch. Cùng với đó, một đoàn chuyên gia y tế Cuba cũng đã được cử đến để hỗ trợ Việt Nam chống dịch. Lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Du lịch có thể coi là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những ảnh hưởng này được không ạ? Cái ngành du lịch Việt Nam nó chiếm đến 17-18% GDP của Việt Nam. Trong những năm gần đây, lượng khách tăng rất là nhiều. 17-18% GDP thì nó kéo theo rất là nhiều công ăn việc làm khác nhau. Thì hiện tại bây giờ, hầu hết những khách sạn ở Việt Nam, Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, kể cả Hạ Long vậy, thì đều là sống bằng khách du lịch quốc tế. Thì khách du lịch quốc tế người ta có cái đặc điểm như này là người ta có khách gần như quanh năm. Thị trường Pháp thì người ta đi từ tháng 10 cho đến tháng 4. Thị trường Ý, Tây Ban Nha thì người ta đi tháng 7, tháng 8. Thị trường Israel thì người ta tập trung rất nhiều vào tháng 9. Còn các thị trường châu Á ở Việt Nam cũng vậy thôi. Tức là người ta gần như là san sẻ để đi quanh năm. Nhưng mà khách nội địa ở đây là chỉ có giải quyết công ăn việc làm có khách cho những cái đơn vị ở xung quanh Hà Nội, ở các điểm nghỉ biển. Chứ còn khách sạn ở Hà Nội và Sài Gòn hầu hết bây giờ vẫn đang ở trong tình trạng đóng cửa. Thế còn lại là những cái khách sạn đang sống được bằng khách du lịch nội địa thì cũng chỉ là mang tính chất khá tạm thời. Khách du lịch nội địa người ta thường là đi vào dịp mùa hè từ tháng 5 cho đến tháng 8. Khái niệm về bong bóng du lịch đang nổi lên ở trên thế giới và nhất là khu vực châu Á. Đức đánh giá là một trong những biện pháp có thể giúp vực dậy ngành du lịch. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của bong bóng du lịch? Bong bóng du lịch ở đây nó là cái ý nghĩa, nó là cái hành lang du lịch. Có nghĩa là nó là cái thỏa thuận giữa nước này với nước kia. Và đặc điểm của người ta ấy là đặc điểm của hai nước đều là có cái tình trạng kiểm soát được dịch rất là tốt. Thì ví dụ như là anh Việt Nam hay Hàn Quốc chẳng hạn, anh cho tôi công dân của tôi vào thì tôi cho công dân anh vào và các cái điều kiện ví dụ như là giãn cách xã hội, đeo khẩu trang hay là đo nhiệt độ, đo thân nhiệt ngay từ khi vào, rồi có giấy chứng nhận sức khỏe rằng là tôi không bị nhiễm COVID-19. Đấy, thì tất cả những cái đấy là nó phải đồng đều với nhau. Thì đấy người gọi là bong bóng du lịch, đấy là hợp tác song phương. Đấy, song phương và có thể đa phương nhưng mà nó không thể là rộng quá được. Theo tôi là cái bong bóng du lịch ấy, có thể thôi, thì không có gì chắc chắn là trong cái tình trạng như hiện tại bây giờ trên thế giới cả. Có thể nó là một cái cứu cánh rất lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Đấy, làm sao mà để cho các khách sạn, nhà hàng, cho các công ty lữ hành người ta đủ tiền để mà duy trì một bộ máy nhân viên với cái lương tối thiểu, không phải so với lương hồi xưa được. Thì cái bong bóng du lịch này thì tôi nghĩ là nó có tác dụng khá là lớn. Đấy, nếu như mà chúng ta làm thành công. Một chiến lược bong bóng du lịch sẽ cho phép cư dân của một số quốc gia và vùng lãnh thổ có ít trường hợp COVID-19 được phép nhập cảnh mà không phải trải qua cách ly 14 ngày bắt buộc. Theo báo cáo mới đây của HSBC, mặc dù việc thực hiện các bong bóng du lịch này vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, 4 quốc gia ASEAN, cụ thể là Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia đang là những ứng cử viên tiềm năng. Những quốc gia này về cơ bản đã kiểm soát được COVID-19, ngay cả sau khi nới lỏng một số hạn chế xã hội. Nikkei Asian Review mới đây cũng cho biết, Đài Loan, Việt Nam và một số khu vực của châu Âu, những nơi có quan hệ kinh tế mật thiết với Nhật Bản sẽ là những ứng cử viên mà Nhật Bản muốn mở lại du lịch song phương trong thời gian sớm. Mới đây, trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh ông Dominic Raab đã thông báo Anh đã xếp công dân Việt Nam vào danh sách các nước nhập cảnh vào Anh mà không phải cách ly. Du lịch từ lâu đã là một động lực lớn của các nền kinh tế châu Á. Năm 2018, doanh thu du lịch chiếm 5,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Singapore, 5,8% của Malaysia và hơn 11% của Việt Nam và Thái Lan.
Đảo Bali của Indonesia có tới 70% người dân phụ thuộc vào du lịch. Kế hoạch chính của chiến lược khởi động lại du lịch ở châu Á sẽ là khách du lịch Trung Quốc. Mới đây nhất, Bloomberg đưa tin chính phủ Thái Lan có kế hoạch tạo ra bong bóng du lịch với một số quốc gia khi mở cửa lại biên giới. Danh sách ban đầu có thể bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và một số quốc gia Trung Đông. Singapore, Australia, Canada, Hàn Quốc và New Zealand cũng đang làm việc để mở cửa biên giới của họ với nhau và sẽ bắt đầu với các chuyến đi kinh doanh thiết yếu, sau đó là với du lịch giải trí. Các quốc gia đang tìm cách chuẩn hóa các giao thức để có sự đảm bảo lẫn nhau về các tiêu chuẩn sức khỏe và theo dõi liên lạc. Việt Nam được đánh giá là một ứng cử viên khá tiềm năng cho bong bóng du lịch. Ông nhận định như thế nào về đánh giá này? Là có một cái nền tảng du lịch rất là tốt. Chúng ta đang có như năm 2019 có 18 triệu khách quốc tế. 18 triệu khách cũng một con số rất là khổng lồ trong một thời gian rất là ngắn. Đi kèm theo cái lượng khách 18 triệu khách đó thì rất là nhiều những cái cơ sở, nhà hàng, khách sạn, resort, du thuyền nó đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho họ. Mà kèm theo một cái lượng nhân lực nó cũng là đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho họ. Thì đủ tiêu chuẩn thì họ mới sang, đúng không ạ? Trong quá khứ. Thế bây giờ chúng ta đã có một nền tảng đấy là một cái vô cùng lớn. Theo ông, Việt Nam cần làm những gì để có thể tận dụng được ưu thế đó? Tức là khách du lịch, nếu nói khách du lịch quốc tế, người ta có mấy cái đặc điểm sau. Mà tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta mà làm tốt cái việc bong bóng du lịch này thì nó sẽ đưa một lượng khách khá lớn vào. Thứ nhất là những người mà có tiền đi du lịch nước ngoài đấy, đều là những người có thu nhập cao đấy, có điều kiện về kinh tế đấy. Thì thường ấy, trong cái khủng hoảng, bất cứ cuộc khủng hoảng nào ấy, thì nó ảnh hưởng đến 30-40% từ dưới đáy trở lên đấy, cái dân số đấy ạ. Thế còn lại là những người mà có tiền đi du lịch nước ngoài thì hầu hết là nằm ở trong cái top trên cùng, tức là từ 30-100%. Đấy. 30 từ trên xuống. Thì những người đó hầu hết là người ta có tiền. Đấy. Và người ta kể cả như là có khủng hoảng, người ta vẫn có công ăn việc làm, vẫn thu nhập, vẫn lương cao như hồi xưa. Cái thứ hai ấy, là tôi đảm bảo rằng ấy, là những người đó là những người mà người ta đã đi du lịch trong nước họ, đi du lịch nội địa, đi nhiều quá rồi. Mà có những cái nước mà chả có du lịch nội địa mà đi, tôi nói ví dụ Singapore, đi du lịch nội địa ở đâu? Xung quanh Singapore hay Hồng Kông làm gì có chỗ nào đi du lịch nội địa. Đấy. Cái thứ ba là cái nhu cầu về du lịch ấy, là với họ nó gần như là một cái nhu cầu thiết yếu. Vì đấy là những người mà người ta làm việc rất là căng thẳng. Đấy, và người ta cần có một cái thời gian khoảng lặng để xả stress, để mà lấy lại năng lượng để mà tiếp tục làm việc. Thế thì với cái ba yếu tố đó, tôi khẳng định rằng nếu như chúng ta mà mở cửa, chúng ta được tức là nằm trong cái vành đai bong bóng du lịch kia ấy, thì cái lượng khách là vào là rất nhiều. Có thể nói rằng là chúng ta có dám đón hay không đâu. Nếu như chúng ta phải làm tốt cơ, làm tốt về cái công tác chống dịch, tức là anh phải kiểm soát làm sao ấy, là đừng có đem dịch từ ngoài vào. Ngành du lịch vừa mới có được những kết quả bước đầu khả quan với chương trình kích cầu nội địa lại tiếp tục đối mặt với những khó khăn ngay trong mùa cao điểm. Sau khi một số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung, các doanh nghiệp du lịch đã làm việc ngày đêm để thương lượng với những nhà cung cấp du lịch như hàng không, điểm đến, khách sạn để đảm bảo quyền lợi khách hàng trong việc hủy, đổi tuyến. Hiện các đơn vị du lịch đều đưa ra những kịch bản xử lý khác nhau nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách. Một là có thể chuyển khách đi một cái tuyến điểm khác. Thứ hai là hoàn hủy lại cái chi phí cho khách du lịch. Tuy nhiên cái hoàn hủy này thì cũng dựa trên các điều kiện của bên hàng không và các cái đối tác nhà cung cấp, ví dụ nhà hàng, khách sạn, nơi mình đã chuyển tiền đặt cọc cho các đơn nhà cung cấp rồi. Thì đương nhiên cái này sẽ hỗ trợ khách gần như là làm sao để tối giản được các cái chi phí mà khách đã chi trả cho các đơn vị cũng như là đã chuyển khoản đặt cọc cho các nhà cung cấp. Hiện nay thì chúng tôi đang nắm bắt các cái thông tin từ các địa phương, đặc biệt là những địa phương mà có xảy ra bùng phát đại dịch, để kịp thời có cái chỉ đạo cũng như hướng dẫn các địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp để làm sao có cái sự phối hợp là để làm sao đảm bảo được tốt cho các quyền lợi cho khách du lịch. Hà Nội có số lượng rất đông du khách trở về từ Đà Nẵng trong những ngày qua. Sở Du lịch Hà Nội đã thông tin đến các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sức khỏe của du khách, đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch. Đã tổng hợp nhanh số lượng khách của 16 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố đã đưa đón khách đến Đà Nẵng từ mùng 1 tháng 7 đến 27. Tổng số là 1.850 khách và yêu cầu các doanh nghiệp là tiếp tục bám sát
thông tin của khách sau khi mà đã hoàn thành chương trình du lịch. Không cần phải cách ly tập trung nhưng mà có thể là tự cách ly 14 ngày và sẽ theo dõi cái tình hình sức khỏe của bản thân mình. Nếu mà có các biểu hiện là ho hay là sốt thì cần phải là báo ngay cho các cái cơ sở y tế phòng chống COVID. Dù đã lên phương án phòng trường hợp COVID-19 tái lây nhiễm, nhưng diễn biến những ngày qua quá nhanh, nằm ngoài sự chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp du lịch. Một lần nữa, ngành du lịch sẽ cần thêm chủ động và linh hoạt trong ứng phó với mọi biến động, từ đó tiếp tục phát triển để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào sự phát triển của cả nước. Theo ông, bên cạnh bong bóng du lịch, ngành du lịch Việt Nam có thể có những thay đổi như thế nào để có thể thích ứng và khôi phục? Và tôi khẳng định rằng ấy là với dịch COVID này, là nếu như để lại một cái tình trạng bình thường như năm 2019 trở về trước thì phải có vaccine, phải có thuốc chữa. Đấy, vì cái này nó là vừa liên quan đến vấn đề tâm lý, nó vừa liên quan đến vấn đề sức khỏe của người đi du lịch. Người đi du lịch là để mà thư giãn mà. Đấy, thư giãn thì chỗ nào là người an toàn người ta đi. Trên thế giới này nếu mà cái virus này thì chả có chỗ nào nó thực sự nó an toàn. Là như vậy thì nếu như để mà khôi phục lại cái ngành du lịch Việt Nam ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ diễn biến hết sức từ từ. Đầu tiên là một lượng khách nhỏ vào, sau đó thì khi mà có vaccine xong ấy thì lượng khách nó sẽ ồ ạt, nhưng mà tôi không mong ồ ạt quá. Tại vì sao? Tại vì rằng là trong một thời gian từ tháng 1, tháng 2 đến bây giờ, cái lực lượng lao động ở trong cái ngành du lịch ấy, là người ta cũng không thể là chờ đợi ngành du lịch để người ta sống được, người ta cũng phải có thu nhập, người ta cũng phải đi làm. Thì chính vì thế cái lực lượng rất là lớn người ta đã chuyển sang cái ngành khác. Đấy, mà càng để lâu ấy, thì người ta chuyển ngành khác càng nhiều. Thế khi mà khách nó quay trở lại thì quay trở lại sẽ từ từ thì nó sẽ tốt hơn. Vì nhiều quá thì nó sẽ bị quá tải. Thì cái nền kinh tế hay kể cả trong cái nền du lịch thôi, tất cả mọi thứ nó đều phải sắp xếp hết sức là từ từ. Đấy, kể cả như hàng không hay là nhân sự trong du lịch cũng vậy thôi. Nếu như ồ ạt quá thì nó sẽ gây ra là cái bong bóng rất là gọi là dịch vụ không tốt, hoặc là giá cả là chật chém, rồi từ đấy nó gây ra một cái hình ảnh rất là tệ cho cái ngành du lịch Việt Nam. Mà chúng ta mất bao nhiêu thời gian chúng ta mới có thể xây dựng được như ngày hôm nay. Từ một lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác rất là khó khăn. Và để chuyển mình như hiện tại bây giờ thì là vấn đề rất là khó. Vì chúng tôi đã chuyên làm online, đã chuyên làm cho khách du lịch châu Âu, đấy, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, đấy, và vừa rồi có rất là mạnh ở thị trường Israel. Thế thì tôi nói là để chuyển mình được ấy, nó có một cái vấn đề rất là lớn, là vấn đề là cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. Thế thì càng đơn vị nào ấy, càng cứng nhắc thì càng khó chuyển đổi. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, với quyết tâm không để bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi nhiều vật tư y tế đang dần cạn kiệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục gìn giữ hòa bình khẩn trương vận chuyển hàng hóa chi viện cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Và mới đây, số hàng hóa này đã được vận chuyển tới nơi an toàn. Số hàng hóa này bao gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay, găng tay, kính chống giọt bắn cùng nhiều vật tư y tế tiêu hao khác được vận chuyển tới sân bay quốc tế ở thủ đô Juba của Cộng hòa Nam Sudan, sau đó được bốc rỡ sang máy bay trực thăng để chuyển tới địa bàn đóng quân của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 là khu vực Bentiu, cách thủ đô Juba khoảng 900 km về phía bắc. Tại Nam Sudan thì việc cung cấp các trang thiết bị y tế là hết sức khó khăn, hết sức khan hiếm và không thể khai thác được tại chỗ. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì số lượng bệnh nhân tăng lên, số ca lây nhiễm tại khu vực tiếp tục tăng lên sẽ là điều khó khăn cho cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Đợt cung cấp hàng hóa lần này thì có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho bệnh viện làm tốt cái công tác điều trị, dự phòng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Tại sân bay dã chiến Rukona ở Bentiu, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã khẩn trương tiếp nhận, kiểm kê, phân loại hàng hóa và phân phối về các phòng, khoa, ban, kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của các bệnh viện. Cũng trong thời gian này, các quân nhân gìn giữ hòa bình của Việt Nam sau kỳ nghỉ phép đã an toàn trở lại địa bàn công tác tại Cộng hòa Nam Sudan và đang trong thời gian cách ly ở căn cứ Topping của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở thủ đô Juba.
các sĩ quan của Việt Nam đã tuân thủ chặt chẽ quy định cách ly và các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của phái bộ. Sức khỏe của 13 đồng chí đều ổn định. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.